Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ninh Kiều tổ chức lễ bàn giao nhà máy ấm tình thương cho bà Phạm Thị Út Dung, địa chỉ 102 trên 28B, khu vực 6, phường Hưng Lợi. Ngôi nhà được xây dựng trên diện tích 40 m vuông, kinh phí 80 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Trận động hội viên và mạnh thường quân ủng hộ 40 triệu đồng, còn lại là kinh phí của gia đình. Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận phối hợp với mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ninh Kiều dẫn động các mạnh thường quân và hội viên ủng hộ kinh phí xây dựng và sửa chữa ba căn nhà tình thương cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng.